Thí sinh mang số danh 02 đang giải bước rất tự tin trên sàn web vấp, và quý vị đang thấy là một thí sinh sinh năm 2013. Và đó là thí sinh Nguyễn Anh Chiến với sở thích là thể thao và học mẫu. Thí sinh Nguyễn Anh Chiến của chúng ta có một khuôn mặt rất thư sinh và vô cùng lãng tử. Món ăn yêu thích của thí sinh này đó chính là gà KFC. Và đến với Học viện Ngôi Sao cũng như cuộc thi Người Huy Nhí Chuyên nghiệp 2018, thí sinh Nguyễn Anh Chiến của chúng ta có mơ ước được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.